Hello, sáng buổi cháo, à quên, mình xin lỗi nha, chào buổi sáng tất cả anh em. Tại buổi sáng ra thì mình mới đá được bát cháo, thì mình vào game lên video luôn. Đấy thì hơi nhầm một xíu, mong anh em thông cảm nhá. Ngày hôm qua là một ngày mùng 1 rồi, ngày 1 tháng 7 mới, thì tháng mới thì mình không lên video được, mong anh em thông cảm. Thì hôm nay là mùng 2 thì mình xin được chúc bù nhá. Đấy thì tháng mới rồi, chúc tất cả anh em có một tháng thật là thành công, thật bình an và hạnh phúc đây. Đấy, nói chung là những gì tốt đẹp nhất được chứ em ạ. Đấy, chúc tất cả em những gì tốt đẹp nhất ở một tháng mới, và chúc tất cả anh em vào sáng ngày hôm nay đấy những gì tốt đẹp nhất. Ở video ngày hôm nay ấy, thì mình cũng đang hơi vội thì mình cũng lên video nhanh nhanh để có chút xíu việc. Thì ở ở video ngày hôm nay ấy, thì mình đã như như video lần trước mình đã nói rồi, ở ở video ba video thì mình sẽ tặng số sứ mệnh 43 vượt cấp đấy, ba video liên tục luôn đấy. Thì anh em thích số sứ mệnh 43 vượt cấp thì anh em cứ comment lên thôi đấy. Còn số sứ mệnh 43 thì có Mina quá ngon rồi đấy, Mina thần thoại Ai Cập, ok đấy, rất là ngon. Thì đây thì mình sẽ cho tất cả em xem luôn, thì có số sứ mệnh 43 vượt cấp trong trong quà, trong phần quà cáp rồi nhá. Đấy, ra cái là mình sẽ tặng luôn đấy, lên video ba video liên tục luôn. Thì anh em thích số sứ mệnh 43 vượt cấp thì cứ việc comment cho mình, ok đấy. Thì quân hy của mình đang còn rất là nhiều, 89.026 quân hy cơ, rất là nhiều anh em ạ, thoải mái luôn. Thì anh em không phải lo nhá. Thì video hôm nay thì có một cái số có cái gì nhỉ, mình xin lỗi nhá, hơi hơi sáng dậy ra hơi lag còn gì nhưng mà đấy thì có một cái số sự kiện thì lát nữa thì sẽ nói sau, cũng rất là quan trọng để cho tất cả anh em đấy, ok đấy. Thì anh em xem video chờ mình một xíu nhá, mình sẽ tặng quà đã, ok mình sẽ tặng quà luôn này. Trong phần của cáp thì mình sẽ tặng một trang phục, quên, mình xin lỗi, số sứ mệnh 43 đấy, số sứ mệnh 43 có trang phục Mina thần thoại Hy Lạp đấy. Thì không phải thần thoại Hy Lạp mà cái gì Hy Lạp ấy, ok đấy. Và mình cứ dựa theo lượt like của video lần trước để tặng quà thôi đấy. Thì video hôm nay thì mình sẽ tặng một trang, mình tặng số sứ mệnh 43 vượt cấp cho một bạn nhá. Bạn có đây thì mình sẽ, bạn có cái tên Thắng thôi, thì không biết là cái tên này thì mình sẽ không đọc đâu, để mình sẽ đọc của bạn Thắng thôi nhá, ok đấy. Thì bạn ấy có thích số sứ mệnh 40 ma thì mình sẽ tặng đấy, chắc là chơi Mina hay lắm đây, thì mình sẽ tặng luôn đấy. Mình sử dụng 349 quân huy mua số sứ mệnh 43 tại 43 vượt cấp tặng cho bạn là bạn Thắng này nhá, ok quá chất lượng luôn, ok tặng thành công rồi nhá. 349 quân huy số sứ mệnh 43 vượt cấp tặng cho bạn bạn Thắng này rồi đấy. Thì cái đằng sau thì mình sẽ không đọc đâu đấy, cái tên nhiều, cái tên buồn cười các anh em ơi đấy. Thì tùy anh em thôi, cái tên nó cũng không ảnh hưởng nhiều đâu đấy. Thì anh em nếu được chọn lại thì anh em chọn cái tên nó dễ dễ nghe một xíu nhá. Thì tặng thành công trang phục, quên, mình xin lỗi đấy, trang phục Mina đấy, nhưng mà đó là số sứ mệnh 43 vượt cấp cơ đấy. Tặng thành công số sứ mệnh rồi thì quân huy của mình này đang còn 88.677 kim cương, quên, mình xin lỗi, quân huy đấy. Thì ok, đang còn, vẫn đang còn rất là nhiều, và hai còn hai video nữa nhất thì mình sẽ tặng số sứ mệnh 43 đấy. Anh em nào mà thích số sứ mệnh 43 thì cứ việc comment cho mình và làm đầy đủ các bước, mình kiểm tra làm đầy đủ rồi thì mình sẽ tặng thôi đấy, tặng hoàn toàn miễn phí luôn. Và cứ dựa theo cái lượt like của video ấy thì mình sẽ tặng quà trong phần tiếp theo, ok đấy, rất đơn giản và quá là dễ hiểu và nhanh cho tất cả anh em thôi. Ok, tặng thành công rồi thì mình xin phép mình nói đôi lời này thì anh em sẽ xem video ấy thì anh em sẽ có thể mình xin một giây thôi, anh em sẽ click vào nút like giúp mình đấy. Thì cái lượt like càng nhiều thì có thể mình sẽ tặng quà càng nhiều mà đấy. Thì có thể tặng nhiều thì anh em có thêm cơ hội để nhận được phần quà mà anh em thích đấy. Anh em thích gì cứ việc comment mình nhá đấy. Thì còn hai video sau cơ đấy, nhưng còn vì sau hai video nữa đấy, thì còn hai video mình sẽ tặng số sứ mệnh 43, ok đấy. Anh thích trang phục gì thì cứ việc comment lên mình, và trong hai video nữa thì anh em thích số sứ mệnh 43 thì comment lên đấy, và làm đầy đủ bước thì mình sẽ tặng thôi, ok đấy. Và video hôm nay nhé thì có một số vấn đề mình sẽ nói luôn. Thì cái giải đấu gần giải đấu chung kết IC không, chưa đến chung kết nhưng mà gần đến rồi, thì cũng chắc chắn sẽ có code nhá, và code mới nhất luôn. Thì anh em nào không có thời gian để tham gia sự kiện để có thể nhận code đấy, thì có thể ngại ví dụ chờ lâu quá mà còn ngại nhận code đấy, thì anh em có thể xem video của mình đấy. Mà sắp có sự kiện nhận code mới rồi thì anh em cho mình lượt một lượt like, một lượt đăng ký kênh và bật chuông nhá. Đấy thì mình sẽ luôn cập nhật cái mã code mới nhất đấy. Thì sau khi có mã code thì mình sẽ đưa lên video này, kèm theo thì mình sẽ để ở
dưới phần phần bình luận đấy thì sẽ liên tục cập nhật, thì anh em có thể không cần ngồi chờ trên xem sự kiện để nhận code, và anh em chỉ việc xem video của mình thôi. Ok, đấy có gì có mà code là mình sẽ đưa lên ngay đấy, được chưa? Rất là đơn giản đấy mọi người. Đấy thì anh em cho mình một lượt like, lượt đăng ký kênh, bật chuông để không bị bỏ lỡ những cái mã code mới nhất nhá. Đấy mình cảm ơn rất là nhiều luôn. Đấy thì còn hai video nữa thì mình sẽ tặng số sức mạnh 43 nhá. Ok, đấy thì anh em thích số sức mạnh 43 cứ comment lên mình, được chưa? Rất là cảm ơn tất cả anh em. Chúc tất cả anh em có một ngày mới thật là bình an này. Ok, thì video hôm nay thì mình cũng lên tặng quà thôi. Đấy và cũng nhớ anh em nên là mình cũng lên gọi là có video để chúc tất cả anh em một ngày mới thật là bình an thôi. Ok, đấy. Thì video hôm nay thì của mình cũng tạm dừng ở đây nhá. Chúc tất cả anh em có một ngày mới thật hạnh phúc bên gia đình này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.